Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Chào các bạn đã đến với kênh Trần Hưng TV nhé. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem một cái cây mộc nhé. Cao chừng 3 mét nhé. Chiều cao 3 mét, tán khoảng 1 mét rưỡi. Rất là đẹp, tua rất là đẹp nhé. Gốc nghiệp cũng rất là to. Vành gốc này khoảng 7 phân. Cây tua rất là đẹp nhá. Quý vị anh chị nào mà có nhu cầu thì alo trực tiếp nhá. Hoặc bình luận ở dưới để lấy số điện thoại của ông chủ cây nhá. Đây là một cây nữa. Cây này thì gốc đẹp hơn một chút. Cây này vành gốc có khoảng độ 15 phân. Cây này thì tán tròn, xoe đẹp. Cao cũng tầm 3 mét. Cao khoảng 3 mét nhé các bác nhé. Nói rất là đẹp. Anh chị nào mà có nhu cầu mua thì hãy inbox dưới để lấy số điện thoại của ông chủ cây nhé. Rất là đẹp. Đây là cây mộc ta quý vị các bạn nhé. Không thấy có cái hoa nào anh nhỉ? Đây là loại mộc ta nhé. Hoa rất là thơm. Hoa là hoa vàng. Tua rất là đẹp nhé. Tán các kiểu rất là đẹp. Anh chị nào mà có nhu cầu mua thực sự thì hãy inbox cho mình để lấy số điện thoại của chủ cây nhé. Hãy đăng, các bạn hãy đăng ký kênh nhé để xem nhiều cây đẹp. Này, đây là một cây nữa. Cây này thì cao cũng tầm 3 mét, tán tròn. Gốc cây này thì cũng tầm khoảng độ 13 phân. Vành tròn. Các bạn hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi, để lấy số chủ cây nhé.